Có phải bạn đang phân vân trong cái việc lựa chọn vật liệu là gỗ thật hay tấm nhựa giả gỗ trong cái việc trang trí nội thất cho căn nhà của mình? Đặc điểm của gỗ thật ấy là màu sắc đẹp, đem lại một cái không gian sang trọng, ấm cúng cho người dùng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nó cũng có những cái đặc điểm, đó là dễ bị mối mọt, dễ bị cong vênh do cái điều kiện thời tiết nóng ẩm của Việt Nam. Bên cạnh đó thì tấm nhựa giả gỗ thì cũng có rất là nhiều những cái màu sắc mẫu mã vô cùng là đẹp mắt. Bề mặt tấm thì được phủ vân giống như là vân gỗ thật, đem lại một cái không gian sang trọng hiện đại cho căn nhà của bạn. Ngoài ra thì tấm ốp nhựa cũng sở hữu rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội khác, như là không cong vênh, không bị mối mọt. Việc thi công cũng vô cùng là đơn giản và chi phí thì lại thấp hơn nhiều so với lại sử dụng gỗ thật. Có thể nói tấm ốp nhựa giả gỗ đang được người dùng rất là ưa thích lựa chọn do những cái đặc điểm vượt trội của nó so với lại gỗ tự nhiên. Nếu các bạn cảm thấy video có ích với các bạn thì hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh của Minh Nghiệp để cùng theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.